chào cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 13 tháng 10. Ngày vườn bonsai mini Thanh Ngân sẽ lên một clip giao lưu với cô chú anh chị nha. Cây ổi của em bữa hổm em nó có quay một clip đó. Nó nói là nó trổ trái, hôm nay là nó đậu trái rất là nhiều nha. Có chút xíu vậy thôi. Quá trời trái luôn. Cây ổi này cả trăm tuổi rồi nha. Em quay sơ sơ bên cái vườn của em tí xíu. Này là cây trang này bộ đế là nằm trong một cái lưu bình khủng khủng, bộ đế khá to. Ở đây em cũng có cái bình này em cắt mà. Em cũng giao lưu với cô chú anh chị nha, nhưng mà ai có muốn sở hữu thì đến vườn nha. Ở trong em có trồng một cái cây si đẹp lắm, có ai muốn sở hữu thì đến vườn sẽ xem qua cái bình này. Bình em cắt em tạo để trồng cái cây trong đây, phối hợp nuôi cá nha cô chú anh chị. Có nước tượng đây hết nha. Nhà vườn bên em là có địa chỉ 1047-3C, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Có số điện thoại để giao lưu là 0902781725 nha cô chú anh chị. Đó. Đầu tiên hôm nay là em giao lưu với cô chú anh chị là một cây si nha. Một cây si dáng hơi quái tí nha. Đó, nằm trong cái chậu như vậy. Cây cũng khá cao, chiều cao của cây là từ mặt chậu lên tới đỉnh cây là 1 mét nha cô chú anh chị. 1 mét. Em si bút đỏ nha cô chú anh chị. Đó. Một bo một. Em chừa một đọt một nha cô chú anh chị. Đọt một ngay cổ này luôn. Cái cây nó dẹp lắm. Dẹp. Nó không có tròn mà nó dẹp, nó đẹp lắm. Lạ mắt lắm. Nó đi cái đường chữ S này cô chú anh chị, rồi đi thẳng xuống. Cây này mà mình có một cái tượng của ông gì mà cầm cây gậy á. Ông Thọ nha. Là xiền luôn nha cô chú anh chị. Đó, qua mặt bên đây. Đó, em quay hết mặt bên đây nha cô chú anh chị. Em có làm cái tàn rớt nha. Cái tàn rớt nó từ trên đỉnh trên đây nha. Từ đỉnh này xuống tới dưới đây là được 6-70 gì đó. 60 nha cô chú anh chị. Cái cốt của nó là cốt cây, cái cốt nhánh của nó bằng ngón tay em lớn hơn nha, bằng ngón tay cái em lớn hơn. Mặt sẹo nó cũng đang cuốn nha. Này là lành ở trong rồi, cái này chưa có đục ra nha. Đục ra thì nó khuyết, nó sẽ đẹp hơn nha. Cuốn hết cái dành mặt sẹo rồi. Thân cây lắc lượng về cô chú anh chị. Nó khá lạ mắt nha. Si bút đỏ nha cô chú anh chị. Có điều là em chỉ trồng như trong cái chậu này, giống như nuôi trong cái chậu nha. Nếu thật sự mình phải trồng cho cái chậu hộp xoài hay chữ nhật gì đó nó mới hợp lý nha cô chú anh chị. À, bộ đế nó dưới đây. Đế rễ nó dưới đây như thế này. Cây thì nó già lắm nha cô chú anh chị, nhìn cây nè, trắng hết rồi nha. Già trắng hết rồi. Tiếc cái cây này nó không có u bú gì nha. Cây thì già trắng cây hết rồi nhưng không có u bú gì. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị á. À, quên hả? Cái thân cây á em đo chỗ này nha, là được 20 nha cô chú anh chị, 20-22 gì đó. Cái chiều cao là 1 mét nha. Cái tán của nó giờ cũng tương đối thôi. Tán nó tương đối chắc khoảng cỡ 40 nha cô chú anh chị. Tán ngang qua khoảng 40. Ở cây này em giao lưu với trong thành á. Nếu em giao lưu với trong thành là giá 1,7 triệu nha. Còn giao lưu với cô chú anh chị mà ở miền ngoài á là giá 2,1 triệu nha cô chú anh chị. Tại vì đóng gói đi cái này phải đóng cái thùng cũng khá là to. Khá là to mới đi được. Rồi đây là cây si số 1 nha. Rồi em xuống cây số 1 nha, lên cây số 2 ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là cây số 2. Cũng là một cây si nha, nằm trong cái bình. Đó. Cây này thì em rép nha cô chú anh chị. Rép mà nay khá lâu lắm rồi. Liền hết cái bo này đồ này kia. Cây rất là khỏe nha.
nằm trong cái bình cũng lạ lắm nha. Cái tổng thể của cái cây là nó như thế này đây. Một thân quyền xuống nha. Thân quyền và một thân lắc lượng trực lên trên nha cô chú anh chị. Cái chiều cao á, từ mặt bình mà lên tới đỉnh cây á được 40 nha. Rồi từ ngay mặt bình đó mà có cái thân dáng quyền đổ xuống á cũng được 40 nha cô chú anh chị. Còn cái thân cây á, thì được có 8 thôi. Đó, thân cây là được có 8 thôi. Nằm trong một cái bình. Cây thì khá là lạ nha. Ở dưới cũng hai bo. Trên dưới nha cô chú anh chị. Ở trên đó, thân nó như thế này đây. Em đi một vòng cho cô chú anh chị xem. Xi bút đỏ nha. À, tổng thể ha cái cây cô chú anh chị. À, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,5 triệu nha. Bao ship nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Số đó có Zalo luôn. Cái cây này em rép nha cô chú anh chị. Nhưng mà khá là khỏe nha. Không có bị ấy gì hết, nó liền bo hết rồi nha cô chú anh chị. Cây rép thì nó mạnh hơn rồi đó. Mà nó theo ý muốn của mình nữa. Em quay sát sát lại cho cô chú anh chị. Quay theo hướng bên này cho cô chú anh chị xem luôn nha. Rồi em xuống cây số 2 nha, lên cây số 3 của ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cũng là một cây si nha cô chú anh chị. Cây này ốm, cao, gọn, lắc, lượng. Gọi là cũng như là giống như trực danh nhân luôn nha cô chú anh chị. Mà em không có bẻ cái đọt xuống, đi thẳng lên luôn nha. Trồng trong một cái bình nhỏ thôi. Đây. Rễ nó buông xuống như thế này. Cây thì bằng ngón tay em thôi. Có một bo thôi nha. Cái bo này nó liền luôn nha cô chú anh chị. Em cũng rép đây. Rép mà nó liền hết rồi. Rép xi bút đỏ nha. Những cây này mà để nguyên thủy á, chờ mà nó lên được cái bo rồi bắt đầu là cho cái bo nó lớn lên lâu lắm. Nên là em phải rép. Cây này chiều cao được 60 nha cô chú anh chị. Là tính từ cái mặt này nha. Chậu này lên rồi được 60 nè. Cái thân cây thì bằng ngón tay em thôi. Mình cắt ở trên một lùm chơi cũng khá là đẹp nha. Nếu từ từ nó sẽ dày chi lên là nó đẹp ngay cô chú anh chị. Để cái tay cho cô chú anh chị xem này. À, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 500k bao ship nha. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Rồi em xuống cây số 3 nha, lên cây số 4 ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cũng là một cây si nha. Cây này em cũng rép nha cô chú anh chị. Rép ngay chỗ này nha. Lên cũng khá lâu rồi. Cây lắc lượng lạ mắt chút. Cây này á, ngay chỗ cái đầu thân cây này nè cô chú anh chị là được 10 nha. Được 10 cm. Cái tán nó thì cũng nhỏ xíu thôi. Cỡ bằng cái bàn tay em đưa ra nha.
Còn cái chiều cao của rễ nó đó, chiều cao ngay chỗ cái cung rễ này nè, từ đây nè xuống tới đây nè là được 18 nha cô chú anh chị. Cây nó lắc lượng như thế này. Rễ thì nó chỉ nằm bên này thôi nha cô chú anh chị. Bên này chưa có rễ nha. Bên này là chưa có rễ đâu, tại vì cái thân cây á, nó bò xuống đây thôi. Cái rễ chính thức của nó nằm bên này nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 600k nha, bao ship. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Rồi, em xuống cây số 4 nha, lên cây số 5 của ngày hôm nay. Rồi, tiếp tục là cây số 5 là cây lâm dồ nha. Cây lâm dồ nha cô chú anh chị. Cây này nó già lắm luôn. Có điều là hai cái chỗ này nè, có hai cái vết sẹo, nhưng mà ở trong nó đã lành rồi nè. Ở đây nè, ngày xưa uống mà nó bể xuống, nó bể xuống mà nó vẫn ấy như thế này nha cô chú anh chị. Không có ảnh hưởng cây gì hết nha. Cây em cũng mới cắt lại đây, mới cắt mấy cái nhánh này lại hết. Cây này thì nó già lắm, già không tưởng tượng. Cây lâm dồ nha cô chú anh chị. Có mấy cái rễ mà nó co lại vậy nè, cũng khá là đẹp. Mấy cái luôn ấy ngay cô chú anh chị. Đây nữa nè, rễ co lại rồi đây nữa nè. Rồi dưới đây nè, cái thân nó co lại chỗ này nữa nha cô chú anh chị. Hai cái này nó dính lại với nhau co chỗ này nữa. Cây này thì nó già lắm rồi. Cây này mà mình đem dùm thối đá hay gì chơi là xiềng luôn nha cô chú anh chị. Chơi đẹp lắm. Cây nó già mà tai chi nó cũng nuôi lâu lắm rồi, mới cắt mới làm lại. Để em đo thông số của cây nha cô chú anh chị. Rồi, cái hoành thân của nó em đo chỗ này nha cô chú anh chị là được 14. Chiều cao của cây nha, chiều cao từ dưới mặt chậu, từ mặt chậu lên tới đỉnh này là được 28. Còn nếu mà đo hết cái dòng đai rễ như thế này, cả ôm cục đá luôn, là được 50 nha cô chú anh chị. Được 50. Trời hơi nắng, nên là cái độ sáng của nó chắc là không biết cô chú có thấy kỹ không, thấy rõ không cô chú anh chị. Rồi cố gắng xem giúp giùm em nha. Cái chậu này á, thì nó bị bể một chút rồi nha cô chú anh chị. Chậu này bị nứt rồi, không có xài về được nữa. Cô chú anh chị về ấy có thay lại chậu khác nha. Chậu này bị nứt rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 900k nha, bao ship. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Cây này nó đường đi nó lắc lượng lắm, nó dính với nhau rất là nhiều chỗ nha cô chú anh chị. Rồi 900k. Rồi em xuống cây số 5 nha, lên cây số 6 của ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 6 là một cây tre nha cô chú anh chị. Cây tre này cây tre xanh. Đó. Cây nó khá là mịn tàn hết rồi cô chú anh chị. Hai thân cặp với nhau nha, nhưng ở dưới đây là một đế chung nha cô chú anh chị. Một đế lên hai thân cặp lại với nhau, em chia ra ba cái nhánh. Cây này chiều cao được 40 nha cô chú anh chị. Tán ngang của nó thì một chiều 40, một chiều 30 nha. Tàn này mịn hết rồi, đều dăn hết nha cô chú anh chị. Nó dày. Cây tre xanh nha cô chú anh chị. Cái thân ngay chỗ này thì nó tầm khoảng cỡ chừng 16 nha. Khoảng cỡ 16 nha cô chú anh chị.
chiều cao của cái cốt cây này khoảng cỡ 20 gang tay em. Rồi lên trên cao được 20 nữa là 40 nha. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 600k bao ship nha. 600k bao ship. Rất là dễ chơi nha cô chú anh chị. Tre để bàn trong nhà là vivu nha. Không có bị ảnh hưởng nha. Tre mình chơi để trong nhà được nha cô chú anh chị. Rồi có 600k thôi. Rồi em xuống cây số 6 nha. Lên cây số 7 ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 7. Là một cây si nha. Cây phôi nha cô chú anh chị. Cây này rễ nó buông xuống khá là đẹp. Đây cái thân ngay chỗ này nha. Cái chỗ này nó còn cái sẹo nha cô chú anh chị. Rễ thì nó nằm sát theo cái chân này đi xuống. Thân nó đi lên như thế này. Như, y như là hai cái thân nó dính lại với nhau. Để nó buông ra hai cái nhánh như thế này nha cô chú anh chị. Rễ nó buông xuống như thế này. Cái cây này cái thân thì được có 8 thôi. Thân em đo chỗ này nha, được 8. Còn cái chiều dài từ mí này nha cho tới cuối cái đầu đây nha cô chú anh chị. Đó, là được 40. Rồi cái nhánh dưới thì được 30 nha, từ mí này cho đến mí này là được 30. Chiều cao của cây là được 30 luôn nha. Cây nó như thế đó cô chú anh chị. Rễ nó buông xuống khá là đẹp. Cây thì già lắm rồi nha. Cây già lắm. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,5 triệu nha. Cây số 7. 1,5 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Cây này cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem clip. Cô chú anh chị nào xem clip mà chưa có đăng ký á, đăng ký kênh bên em đó. Nếu mà thấy bên em có bán cây mà tương đối thấy cô chú anh chị có thích á, thì đăng ký cho em một đăng ký nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Chúc cô chú anh chị xem clip được vui vẻ, nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.